hầm ở đâu thì chưa xem nhá. Hầm nhà gỗ Ủa công 12 công nhận. 700 binh đến từ ôi 250 viên hình dê bắt tờ. Chưa biết Hunter là gì, mà chắc là vũ trang đấy. Đừng vũ trang, nãy giờ vũ trang quá nhiều rồi. Ôi viên em đỏ mọi người ơi. Hoàn đam. Ôi vũ trang này hơi lạ, vũ trang này mất đầu. Chuyện bình thường ở lúc 8 giờ tối thành công không bằng 6. Nghe kể cái rô người thành công không bằng 6 kìa. Ôi thế mình thành công rồi. Chứ mình có ăn bằng 6 đâu. Chị ơi cái gì từ từ đó chị ơi, em 200 binh chị ơi, bỏ đi chị ơi, bỏ đi. 74 lại xuống 74 binh rồi. Dưới em là mất đầu đó chị ơi. Bỏ đi. Ôi la tao quá. Tao là mất đầu mày sao mày đi vậy? Bỏ đi. Bỏ đi. Đâu ơi, hai ôi ôi. Anh sai mình thấy chưa? Đã bảo cái team này ôi giời. Đã bảo cái team này nó máy xây mình mà, sợ chưa? Ơ thì sợ chưa? Ở trời chị cáp quá, lag quá, lag quá. Lag à? Binh lên chị đi nhìn mặt Hunter phát. Ủa? Rồi đang ở cổng trước xong máy mà thì đang không biết có sống sống được không mà chị kêu chị binh giải cứu nhanh. Có điện mà. Có điện nó mất phép rồi mà, nó mất phép rồi còn cái gì nữa đâu. Đương lỗi mà. Gì rồi, đi. Làm dâu. Ôi! Vâng, phi hình dê Buster đang đi tới cô gái chơi sọ. Vâng, cô gái chơi sọ đang làm dầu tới đi em thề luôn, nó không hề vàng. Nó lại chị ơi. Ơ kìa, chị đang đập máy ở đây mà. Ơ, máy em ở đây. Ủa, em máy em á hả? Ủa? Wow, gương nó từ cô ấy bắt đầu để chém chút chàng trai chơi điện. Nó vừa có vùng biển ấy luôn ấy. Nó có vùng biển ấy luôn ấy. Phi hành dê bắt ở đây. Ờ nhờ có vùng biển em chị cũng thấy nhở. Bác cả chàng trai chơi điện. Có cần tranh không? Có cần tranh không? Có tranh rồi đấy. Không cần. Chàng trai chơi điện để đem được chàng trai chơi bóng. Ôi ơi điện. Chơi bóng, chàng trai chơi bóng kìa. Thảm là chơi bóng. Lộn. Nhưng mà lát quá không biết gì. Tên đâu? Ôi không tên đâu. Có chàng trai dùng điện. Tay gương. Gãy rồi. Gãy còn Cairo mà, Huế xây mình chưa? Hồi rồi. Làm gì đã hồi? Sắp hồi rồi. Đánh thôi. Chà. Trời tao còn đánh hụt nữa chứ. Khỏe cho mệt. Mày no quá vậy. Tao biết mày ế sai mình là tao đánh hụt á. Chứ phải đánh dở đâu. À thế à. Đánh trúng là mất bóng đúng không? Không. Ui con Enchan kìa. Ui Enchan. Đấy chị cho cái tranh này, chị có cái tranh này. Ôi lát nó delay cái đòn ạ. Ôi tí nữa thì chạy cho chơi bóng làm quẻ hồi đòn tranh. chị bảo chị đặt tranh mà. Nhưng cái góc nó đẹp, em này tính đánh. Đánh làm gì đánh cho á. Cô gái hít sọ. Ôi wow, mất gương. Thân mình không lo, đi lo thân người khác là sao? Ôi giời, máy thì chơi máy không đập, thiếu một máy mà. Tôi giật điện một phen. Tôi giật điện mà. Có điện mà, gương xa sao giật được. Tôi giật điện mất gương, chứ không phải thay đâu. Mất gương, mất hai cái gương. Hunter bất lực, mất hai cái gương rồi mọi người. Lì nè. Cô gái chơi sọ hả? Này thì cô gái chơi sọ. Tốt quá, trời ơi, nó đi lây. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên thật. Wow, gương đến từ cô gái. Wow, áo sọ rất là đẹp. Thôi không đợi cho mọi người. Gần yêu đâu. Nhưng mà chết hết rồi còn đâu. Này, nó có dí em đâu. Giờ nó dí này. Bay lên. Mà đang bất lực rồi. Mà đang bất lực. Thật sự bất lực. Thôi chị sang máy kia đi. Em giờ em đi qua mặt nó. Ok. Em đi qua mặt nó. Em làm gì vậy? Nè, đứng cho xiên này. Trời ơi. Thế chị này phải cứu rồi. Ồ, không sang kia là... Thế nó gương kìa, gương cái máy kìa. Có người à. Ồ, sai gương rồi, sai gương. Yêu, đứng im nào. Không, mất gương rồi, làm gì còn lâu thế được. Gương rồi. Sao, đúng rồi. Ôi, chú qua đây là... Nó sang đây rồi kìa.
Nào nào Hiếu nào, đứng im đi. Thảo rồi, qua đây làm giàu không chịu, có thích đi với. Có tranh mà. Bé bé. Tranh. Trời ơi, đặt cái gương nào ra là mất cái gương đó. Tội Hunter VGL. Ê, từ E tới Z tới từ cô gái váy đỏ. Mất bao nhiêu cái gương. Ôi trời, con Enchan lại còn đấy nữa. Ôi, gương, chàng trai chơi bóng đang bị gương. Chàng trai chơi bóng đang bị gương. Ừ nè. Team chị mang táp hết hả? Ừ, team chị mang táp hết, không bằng 6 em. Con lên ghế đầu mà. Nhưng vẫn lên chứ không cần 6. Ôi ôi. Chưa đủ gãy đâu à. Bảo rồi, đừng cầm ba đem gãy đầu đấy. Hiểu không chưa? Hiểu rồi, vô đi, hiểu rồi. Hiểu xong đéo đâu. Ủa, hiểu xong rồi. Không đi đập máy đi, khổ thật. Hay giờ. Hay quá. Ê, lại gãy đầu rồi. Ôi, xin hãy thề cho cái đầu của người ta. Xin hãy thề cho cái đầu của người ta. Ê, nó ghét xem mình nữa. Nó ghét xem mình mà, đã bảo nó ghét xem mình mà. Từ từ. Ê ơi. Từ từ. Có điện không? Đập đi, máy gần xong rồi. Đập đi, đập đi. Gương xây, gương xây. Từ từ, máy nhà máy nha. Lên. Chưa lên được, đã bảo máy đã xong đâu. Ủa, em đổ xong rồi chứ. Chưa. Dậy, một người. Mấy không chưa? Chưa. Em ba sọ, ba thẳng. Rồi xong. Vâng, chàng trai chơi bóng đang rất tự tin với cái bóng của mình. Ơ. À. Đi. Làm sọ, bốn sọ mất đích xem mình rồi. Ừ, ờ, là gì? Ờ, sọ, sọ. Ê, đường gương. Ủa, vẫn đang còn gương kìa. Gương gắt thì gương xong. Chặt ba sọ rồi, ok. Chọc chó. À không, chào cô gái váy bự. Ê, chị bị soi mà. Mở cổng đi, ai mở cổng đi. Đây, đang mở đây. Ủa, em có một câu hỏi nha, sao binh chúng ta 300-200 mà chúng ta cứ thích đi chọc người ta hay vậy? Ôi, lát quá thì lây hip hop ạ. Thôi, nó mất phép rồi, ra cổng rồi này, xong cổng rồi này. Ôi, chạy. Mình giết thất 4 rồi mà. Mình giết thất 4, mình giết 4 rồi, mình thất 1 là thắng rồi. Ôi, cái gì, hai ông này ở đây. Ra đi xem nào. Ôi, chọc chó. Chó à? Ô thế mình ra là thắng rồi mà, mình thoát là thắng rồi mà, nó chọc chó rồi kệ thì nó. Thế chị ra trước nha, kệ bọn em nha. Ô thì chị ra đi. Thắng một là thắng rồi mà. Là chơi Ace Summon đó bạn. Cẩn thận không dùng được cái táp nào. Được rồi. Chơi Ace Summon hello. Anh đi đánh đi rồi anh đi. Ô cái gì đấy? Ô cái gì á? Nó cứ dậy mà. Trời ơi. Sao rồi? Chơi ngu. Trời ơi, con lợn báo. Ôi ôi, ai đi thế quá. Qua bán luôn. Ê, nghe vui vẻ không ạ? Hết rồi. Hết rồi. Thôi mình thoát là thắng rồi, bọn nó lại nhầy. Còn tôi dậy thì từ chối. Tôi còn tự dậy. Ok, từ chối các bạn. Nhưng mà nó rách cây rô lên thì em cũng có thoát được đâu. Thoát được. Thì nó xách, không biết cái nó mất từ dậy, nó ra nó xách thằng cái kìa. Không biết cái nó mất từ dậy rồi. Ông chạy mình ơi. Không phải chọn đứng nhìn đi, trong cái đọc nhìn. Ơ mày ở đây dung mày bắt cáo dung mày. Mày máy của thằng đầu vàng. Đâu. Xong rồi đâu. Đập máy mới đi Ru ơi. Tôi xong máy này tôi ra tôi hít canh rồi tôi đi đập nốt cái máy cửa đấy luôn. Máy à? Cứ đập đi, cứ đập đi, bà đập đi, bà không cần đi cứu rồi đâu. Ở chỗ này có cái răng tay á. Chỗ nào chị? Chỗ này. Bất bản á. Chỗ này nãy. Rồi. Ôi chị ơi, cẩn thận đấy. Ăn gió á, gió kìa. Ừ rồi. Khó thế nhở? Không, mọi người đang làm thầm thì khó rồi chứ. Khó mà, cái 12 giờ nhưng mà nó chưa đến. Xong máy. Đi đặt sớm, đặt sớm. Cái nào chứ cái này. Thiếu. Không ai được bảy à?
kìa, gió kìa, gió kìa. Né rồi, né rồi, né rồi, né rồi. Đỡ, đỡ. Để em nè, em đi đỡ. Chị em đi đỡ với chị đi đập nốt cái máy. Bắt đầu rồi. Rồi. Okay. Bạn nhỏ luôn, bạn nhỏ luôn. Ờ. Đập cái bàn. Ờ, thực ra lỡ mà cứ hầm. Cố lên một tí, cố lên một tí, đập nốt cái máy. Mất, mất gió. À, có gió, có gió. Mất gió, chơi, chơi, chanh. Đâu, ở đâu, ra chỗ, ra máy rồi. Lại máy, cứ chanh. Xong rồi, đè không kịp không? Nằm tư không kịp không? Sao? Không kịp. Để chị đi, à, để tôi đi đập máy. Bà đập máy nào đấy? Chưa? Đây, đây, okay. Nó có tên le, để em phải tự dạy, em tự dạy. Từ từ. Công nó này. Có tên le không? Nó tên le, tên le. Đập máy tiếp. Ôi, tên le thật. Tên le mà. Ơ. Em đã đuổi tôi luôn rồi bà ơi, về đập máy bà ơi. Đang về, đang về, đang. Từ em quên chiếc cầm rồi. Đặt tranh sớm không? Có kìa. Ôi, kìa nè. Đặt nhìn. Có kìa. Có kìa. Sửa máy ra, sửa máy. Bà sửa đi, bà sửa đi. Đập đi, chị đập đi, chị đập đi. Đập đi, đập đi, đập đi. Mất sống. Đi đập đi. Đập máy. Đập đi. Đập đi. Đập đi. Giờ bà có 6 mà. Bây giờ con được dùng 6 rồi không? Cứ mang 6 làm cái gì? Thật, mang 6 làm cái gì có được dùng 6 đâu. Đang đi ơi, đang đi không? Thế đây. Yêu luôn chứ còn gì nữa chị. Nó về, nó bỏ rồi. Thế chạy. Đi đi sang, đập máy tiếp. Sang. Không, không, nó lại quay về máy, nó quay về máy. Lại lại đừng gặp ai, đừng lộ, đừng lộ. Sao, đắt dơ, ai rồi cũng sẽ dơ. Bay chị mang người bay mang sáu để làm gì, có được xài không? À, có được xài đâu. Xin nó bảo vậy đấy. Nãy giờ vào room có được cứu phát nào đâu. Ngay lần đầu tiên đi cứu đúng có mất tiêu rồi. Nó lạc kìa, nó lạc dấu kìa. Nó mất dấu kìa. Nó không biết đi vào room đắt đâu luôn. À, nó thấy rồi. Thấy rồi. Rồi. Chạy. Ờ, nó vay máy, vay máy, vay máy. À, về máy, máy đi, đâu? Máy đi. À, về thôi. Nó đuổi bọn này rồi, nó đuổi hai đứa đây. Wow. Nó đi được đến giữa map rồi mà chị vẫn còn đang ở thật. Nó về máy như thế nào? Giờ nó về này, giờ nó về này. Mày muốn đây. Chạy ra tận nhà nhỏ mà em. Xa quá. Làm gì cần thiết phải chạy xa thế? Nó kiểm soát thì nó phải chấp nhận. Tôi lục một cái hòm nhà gỗ rồi này, được cái gì? Nó thấy tôi rồi. Hai chị về máy bao nhiêu rồi, chị về máy nhỉ? Về máy rồi. Hay là đập máy khác nhá. Máy 80 sao? Máy cũ là máy cộng. Thôi đập máy khác đi. Ô không được, nó tele đây. Em cứ đập đi, nó tele chỉ ra cổng trước nhá. Nó đang ra cổng trước, nó chết. Nó tele sang em đấy. Ru gục xa xa đi, tôi hưu cho. Xa lắm đấy. Chị gục ở nhà nhỏ hả? Gục nhà nhỏ xuống hầm. Không, xuống hầm xa lắm. Xa lắm. Nó đang chết cổng trước, nó hồi tele chưa ta? Em à? À, tao tele rồi, thôi đi đập máy nhá. Hay đi hưu. Đến nơi thì hưu luôn. Mẹ em. Ra gục sớm thế. Buồn rồi. Thế bây giờ ai đập máy, ai đi cứu nào? Chị đi cứu nhá. Còn một cái tranh chị đi cứu. À thế. Rồi Ru đập máy đi. Nó chạy thẳng ra chị Ru á. Người yêu Hoàng là tên là Nhiếm. Là sợ cứu quá nữa chứ. Chị nó chạy thẳng ra chị Ru á. Cẩn thận nhá, chị gục là thua đấy. Là thua đấy, chị nấp đi, đừng đập máy. Chị nấp đừng lộ, không cần ra máy không đâu. Không cần ra máy đâu, chỉ cần nấp lên tai thôi. Cắm tai không? Thấy rồi, nó thấy rồi. Trời ơi, sao nó thấy vậy? Còn chưa cứu được, cứu quá nửa này, xa quá trời xa luôn á. Quá nửa không cần kệ. Có hiu luôn. Cô luôn chị ạ, đi cô luôn. Đè máy. Nó bỏ thì phải nói, nó bỏ chị Ru phải nói. Vân gì? Đừng có luôn cùng em đi, đừng có luôn cùng em. Có bỏ không? Bỏ, bỏ. Không. Bỏ hay không? Bỏ hay không? Em không nghe ai gì cả. Không bỏ, nói là không bỏ. Chị đi cứu được rồi. Hết tele rồi. Hết tele rồi, sớm mất tele rồi. Ôi, máy bay rồi này. Ok rồi. Ui dồi, mẹ chết, đầu map với map, chạy đéo kịp luôn thế. Có nên dùng 12 không Si? Quý chị thôi, quý game chị có cái đồ cai này được. À. Không sao. Cho nó chém để pram nhá, Chị cứu đi, cứu không cứu được thì thôi. Tạt tranh nhá, tạt tranh này.
Không, chị chạy đừng cứ. Không, chị đặt chân ở đây để cho nó đấy thôi. Nó thân chị thôi, nó còn tele rồi đấy. Nó gì ấy, nó gì ai gì người đấy, người đấy cao. À, nó vẫn nhìn tranh. Có tele rồi, cái này cổng em ấy thì sao? Chờ xong cổng kết xong rồi kia. Nó gì em mà. Ta mở cổng trước đi, tôi lượm được cái găng tay này. Cái hầm ở đâu ấy nhở? Không biết nữa. Còn không tele đúng nhá. Không? Còn tele. Hết rồi. Tele rồi mà. À tele rồi á, không nghe tiếng gì ta. Mà nó vừa tele sao? Hầm ở không có rửa mát. Cầu xong rồi này. Rồi ừ, tôi ra nơi rồi, hưu phát. Đứng ra ngoài đây hưu. Hầm ở đâu rồi? Hay ra đỡ cho thằng Si đi. Đấy đi, ra đỡ đi, đến nơi rồi kìa. Gãy rồi. Cái gì à? Thôi. Còn sáu. Sao hết mắt đỏ? Đừng có ra, đợi hết mắt đỏ rồi cứu. Rồi. Em lần hai mẹ rồi. À đâu, em bay con mẹ rồi, quên mất. Lạnh. Mày, có hỏng ở đây không? Có. Cái giật nhánh 6 không được dùng. Mấy cái thằng mình đã biết không? Nhánh 6 không được dùng nữa.